Các bạn thân mến, những rung chuyển ở Biển Đông khiến tình hình thế giới trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Trung Quốc đang thể hiện sự bành trướng của mình một cách không kiêng dè bất cứ ai. Cứ thích là nhích vào vùng đặc quyền của nước khác dạo chơi. Tuy nhiên, dù hống hách là vậy, nhưng Bắc Kinh lại luôn để ý tới từng động thái nhỏ nhất của Việt Nam. Nhất là vừa qua, khi nghe phong thanh rằng Việt Nam chi tiền tấn để mua vũ khí hiện đại của Nga, càng khiến nước này phải hoảng hốt. Trang Zhihu.com, báo chí Trung Quốc đã đặt ra một câu hỏi vô cùng móc méo rằng Việt Nam chi 10 tỷ đô la một thiết bị do Nga sản xuất trong 30 năm qua, ý đồ là gì? Tác giả bài viết đã có những lời lẽ liên tục đào sâu vào ẩn tình bên trong dưới tảng băng chìm trong mối quan hệ mua bán giữa Nga, Việt trong nhiều năm qua. Tác giả cũng liên tục nhấn mạnh khi nhắc về việc Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, gần gũi hơn với Hoa Kỳ về chính trị và vũ khí cốt lõi đến từ Nga, là một bức tranh chân thực về Việt Nam ngày nay. Dẫn chứng cho điều mà tôi vừa nói, thì tác giả đã đưa ra hàng loạt những bằng chứng rằng ngày 25 tháng 6, Việt Nam đã tiếp tàu sân bay của Mỹ tại cảng Đà Nẵng. Đến ngày 26 tháng 6, Việt Nam bắt tay với Trung Quốc tuần tra Vịnh Nam Bộ và trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã mua vũ khí của Nga. Đây là những điều hết sức bình thường ở Việt Nam, nhưng có vẻ đối với Trung Quốc thì nó lại hết sức bất ngờ. Vốn dĩ từ xưa tới nay, Việt Nam vẫn trung thành với đường lối trung lập, không kéo bè, kết cánh, không hạ bệ ai, cũng chẳng bợ đít ai. Chúng ta luôn muốn xây dựng mối quan hệ hữu nghị hai bên cùng có lợi với tất cả các quốc gia. Thế nên, Việt Nam luôn tránh những hành động dễ gây hiểu nhầm để gây xung đột với các nước xung quanh. Việt Nam luôn cố gắng cân bằng giữa các ông lớn để tránh đổ máu xảy ra. Việt Nam không hề phụ thuộc ai, kể cả đó có là Trung Quốc, Mỹ hay Nga. Mối quan hệ kinh tế thương mại Việt-Trung đã và đang phát triển song phương theo hướng đôi bên cùng có lợi. Hai bên thường xuyên cho nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có mối quan hệ mua bán mang tính ràng buộc lẫn nhau, chứ Việt Nam không hề nằm ở keo dưới như Trung Quốc vừa nói. Còn về phía Hoa Kỳ, Việt Nam nhiệt tình đón tàu sân bay của họ, đó là phép lịch sự khi khách tới nhà. Còn nếu xét về thể chế chính trị, thì Việt-Mỹ vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi Hoa Kỳ đi theo chế độ Cộng hòa Dân chủ, thì Việt Nam lại hướng về chủ nghĩa xã hội. Nên từ trước đến nay, Việt Nam vẫn làm lơ khi Hoa Kỳ muốn nâng cấp mối quan hệ quân sự lên một tầm cao mới. Việt Nam cũng không hề công khai ủng hộ nước này trong các vấn đề chính trị có liên quan. Nếu như nói quốc gia gần gũi nhất với Việt Nam, thì Nga chính là cái tên đầu tiên được nhắc đến, không chỉ trong quá khứ mà ở cả hiện tại. Nga vẫn luôn là nguồn lực ủng hộ Việt Nam trong nhiều mặt. Với bề dày lịch sử vốn có trong quan hệ ngoại giao, không có gì là lạ nếu Việt Nam thường xuyên mua sắm vũ khí của Nga. Nhưng trong mắt của giới báo chí Trung Quốc thì đó lại là một âm mưu lâu dài được Việt Nam lên kế hoạch tỉ mỉ nhiều năm. Chi tiết hơn thì tác giả bài đăng đã nói rằng vào tháng 5 năm 1995, Không quân Việt Nam nhận lô 6 chiếc Su-27 đầu tiên mà mình đã đặt mua. Nó muộn hơn khoảng 3 năm so với không quân Trung Quốc. Tiếp đến là lô hàng thứ hai, bao gồm 6 chiếc Su-27 cũng cập cảng Việt Nam. Do thời gian đó đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra, nên cả 12 chiếc Su-27 được vận chuyển đến Việt Nam đều được trang bị khá phức tạp. Chỉ vài năm sau, Việt Nam lại có động thái khác khi mà mua thêm 4 chiếc Su-30 MKK của Nga. Để rồi sau khi đã được nếm trải vẻ đẹp đô sộ của tiềm kích đa năng hai động cơ, Không quân Việt Nam đã đặt hàng tiếp một lô hàng mới thứ 3 để mua lần lượt 8, 12 và 12 chiếc MK2. Như vậy là tổng cộng, Việt Nam đã sắm được 48 chiếc Flanker từ Nga. Nhưng trong quá trình huấn luyện và sử dụng, một số máy bay đã bị hư hỏng. Nên hiện nay, lượng Flanker thực tế thì chỉ còn khoảng 40 chiếc. Dù là Su-27SK hay là Su-30 MKK, thì các mẫu tiêm kích mà Việt Nam mua về từ Nga đều là những thiết bị hoàn thiện được Trung Quốc nhập về trước đó để kiểm định tính năng. Cách tiếp cận từng bước này rất phù hợp với Việt Nam, một quốc gia có sức mạnh hạn chế nên không thể tiến hành các dự án rủi ro cao. Nhưng mà cũng vì thế mà cái mác bắt chước Trung Quốc của Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn. Tác giả bài viết tiếp tục sử dụng giọng điệu châm biếm nói về việc nước ta đang học theo họ. Tác giả cho biết, Hải quân Trung Quốc bắt đầu mua tàu ngầm Kilo do Nga sản xuất từ năm 1994, sau đó bổ sung thêm hai đơn hàng nữa
để nhập khẩu tổng cộng 12 tàu kilo về nước. Điều này giúp cho Trung Quốc trở thành quốc gia có số lượng tàu ngầm kilo được trang bị lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Hải quân Nga. Nhưng đến tháng 1 năm 2014, chiếc kilo 636 MV Hà Nội đầu tiên được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam tại Vịnh Cam Ranh. Tháng 4 cùng năm, hai chiếc kilo cùng loại khác tiếp tục gia nhập lữ đoàn tàu ngầm 189 của Hải quân Việt Nam. Và đến tháng 2 năm 2017, 4 chiếc kilo còn lại cũng vào biên chế. Theo đó, 6 chiếc tàu ngầm trị giá 1,8 tỷ đô la của Nga đã trở thành lực lượng số 1 của Hải quân Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam còn mua hệ thống phòng không S-300 PMU-1-2 giống hệt như Trung Quốc, và mỗi hệ thống như thế sẽ có 2 tiểu đoàn vận hành, trong đó S-300 PMU-2 do Trung Quốc mua và trực tiếp đầu tư phát triển mẫu mới nhất hiện nay. Rõ ràng, tác giả đang cố nhấn mạnh rằng Việt Nam trong nhiều năm qua chỉ thích đi theo gót chân và bắt chước những điều Trung Quốc đã làm, đồng thời chê bai quy mô của Hải quân Việt Nam còn hạn chế, nên ngoài tàu ngầm kilo, Việt Nam còn phải mua sắm thêm các loại vũ khí hạng nhẹ khác của Nga như tàu tên lửa tia chớp và tên lửa đất đối hạm. Ngược lại, Hải quân Trung Quốc chỉ quan tâm đến các loại thiết bị hạng nặng có giá trị cao như là tàu khu trục hiện đại S-300FM trong cùng thời gian. Nhưng do Trung Quốc và Nga có chung đường biên giới đất liền rộng lớn và Trung Quốc đi theo triết lý phát triển nhất quán của riêng mình, nên chính phủ không mua sắm xe tăng của Nga. Chỉ có mỗi Việt Nam đặt mua đến 64 chiếc T-90 FSK trong năm 2017 và đã giao hàng xong đội xe tăng này, cũng đã và đang trở thành lực lượng chủ chốt số 1 của quân đội Việt Nam. Tác giả đang cố gắng nâng cao vị thế của Trung Quốc và hạ thấp Việt Nam. Ý nói chúng ta chỉ đủ khả năng để mua những hàng thứ cấp, trong khi Trung Quốc với tiềm năng kinh tế hùng mạnh thì sẽ chỉ chọn các loại hàng khủng. Vậy nên dù thừa biết rằng trong những năm qua, Việt Nam đã chi đến 10 tỷ đô la để mua sắm thứ vũ khí từ Nga, thì báo giới nước này vẫn tuyên bố hùng hồn là với sức mạnh quốc gia hạn chế như thế, với quy mô và hiệu suất lắp đặt khí tài thực tế vẫn còn yếu kém. Như thế, Việt Nam còn lâu mới đủ sức khiêu khích trực tiếp nước láng giềng phương Bắc. Nếu vậy, thì lý do gì mà Trung Quốc cứ phải bận tâm đến Việt Nam và chăm chăm nhìn vào cách tiêu tiền của chúng ta, để rồi mới đây lại đăng đàn bài viết có tiêu đề hết sức khó chịu như thế này, để rồi lại thắc mắc về ý đồ của Việt Nam? Có lẽ tầm nhìn hạn hẹp của Bắc Kinh đã khiến họ quên mất rằng không chỉ Việt Nam mà cả Ấn Độ, Iran, Algeria, Ba Lan và Romania đều mua sắm tàu ngầm kilo lẫn các loại máy bay Su hiện đại của người Nga. Có lẽ các quốc gia này cũng đang học theo Trung Quốc hay sao? Hơn nữa, chuyện tác giả bảo rằng dù Việt Nam có đi theo vết xe của mình thì còn lâu mới đủ khả năng khiêu khích được Trung Quốc, lại càng khiến người ta buồn cười. Nhưng không phải vì tác giả nói sai, mà thậm chí là tác giả nói rất đúng về tiềm lực hiện tại của Việt Nam. Đúng là xét về nhiều mặt, nếu chúng ta khơi mào một cuộc chiến với Trung Hoa thì phần thắng chắc chắn là rất nhỏ, rất khó để đối đầu với một cường quốc đang lên như thế. Nhưng cái đáng nói ở đây là việc Việt Nam mua vũ khí không phải để đi kiếm chuyện với nước láng giềng của mình, mà Việt Nam chi tiền tấn để mua vũ khí các loại chỉ nhằm vào mục đích phòng thủ quốc gia mà thôi. Nó có nghĩa là Việt Nam luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng để có thể chống lại những thế lực hắc ám lúc nào cũng muốn xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ dân tộc của chúng ta. Quả đúng như tờ báo Trung nói, trong suốt hơn 30 năm qua, Việt Nam là khách hàng thân thiết của Nga trong ngành vũ khí. Gần 90% lượng vũ khí trong kho là tới từ Nga. Ví dụ, toàn bộ các loại máy bay trong không quân Việt Nam đều là các dòng máy bay của Nga. Các tàu chiến của Hải quân Việt Nam, từ tàu nhỏ đến tàu lớn, phải nói là 95% đều có nguồn gốc từ Liên Xô cũ và còn là sản phẩm của các ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Về bộ binh, cũng tương tự như các binh chủng khác, các loại vũ khí, khí tài, từ xe tăng, xe bọc thép cho tới các loại vũ khí cá nhân như súng đều có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc mua từ Nga. Điều này đã cho thấy việc Việt Nam đang phải phụ thuộc quá nhiều vào nước bạn. Đảng và nhà nước cũng đã sớm nhận ra điều này và chúng ta đang cố gắng để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc trên, nhất là khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga được cho là sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đối với Đông Nam Á. Trong lĩnh vực an ninh, một trong những tác động chính sẽ là khả năng doanh số bán vũ khí của Nga cho khu vực sẽ giảm do các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây. Việt Nam
với tư cách là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 của Nga trên toàn cầu và là nhà nhập khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á, sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, khiến Việt Nam phải đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí ra khỏi Nga. Bắt đầu từ năm 2016 và có thể sớm hơn, đối với vấn đề hiện đại hóa và mua sắm vũ khí trang bị, Việt Nam làm đồng thời 3 cách tiếp cận. Thứ nhất, Việt Nam cố gắng tăng hạn sử dụng các vũ khí cũ, điển hình là đề án hiện đại hóa xe tăng T-54, T-55 mà Việt Nam hợp tác Israel chẳng hạn. Cách thứ hai là Việt Nam cố gắng hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Việt Nam có cả chiến lược, cả chính sách đầu tư và một số trung tâm phát triển quốc phòng mạnh như Viettel để chế tạo một số loại vũ khí, khí tài 100% made in Việt Nam. Cách thứ ba vẫn là cách truyền thống, là Việt Nam mua sắm vũ khí của các đối tác nước ngoài, như trao đổi từ đầu là 75% vũ khí từ Nga. Với cách tiếp cận thứ ba là nguồn mua sắm vũ khí từ Nga bị giảm, thì Việt Nam đang cố gắng tập trung vào hai cách tiếp cận đầu. Còn trong trường hợp mua sắm vũ khí từ nước ngoài, từ 5 năm trở lại đây, Việt Nam đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung, đặc biệt tập trung vào hai đối tác truyền thống là Israel và Ấn Độ. Đối với Israel, hiện tại, ngoài quá trình nâng cấp một số loại vũ khí cũ nhờ vào công nghệ của Israel, thì Việt Nam mua sắm các loại vũ khí cho không quân như các loại tên lửa không đối không, các loại tên lửa không đối đất và nhờ công nghệ của Israel trong quá trình hiện đại hóa một số thiết bị trong các loại vũ khí của Hải quân. Đối với Ấn Độ, Việt Nam tập trung vào mảng an ninh hàng hải và huấn luyện vì cách đây 5 đến 6 năm, có thông tin là Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc huấn luyện cho một số phi công máy bay chiến đấu và đặc biệt là huấn luyện nhân lực cho hạm đội tàu ngầm Việt Nam. Đó là hai đối tác lớn truyền thống. Tại sao lại là Israel và Ấn Độ? Bởi vì hai quốc gia này cũng là hai quốc gia đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chế tạo vũ khí có tích hợp công nghệ của cả Liên Xô, cả Nga và phương Tây. Cho nên, hai đối tác đó cũng là những đối tác quan trọng giúp Việt Nam có khả năng tích hợp các loại vũ khí đa hệ, đa nhiệm. Đó cũng là một lý do khiến Israel và Ấn Độ là đối tác đang nổi lên như vậy. Một đối tác tiềm năng nữa trong tương lai chính là một số quốc gia Đông Bắc Á như Nhật Bản và đặc biệt là Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian 2 đến 3 năm trở lại đây, công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đã trở nên lớn mạnh. Đặc biệt là Hàn Quốc có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam. Và trong năm 2023, Việt Hàn nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Cũng hy vọng rằng trong tương lai, quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là mua sắm vũ khí, khí tài với Hàn Quốc cũng có thể được mở rộng hơn và nâng cấp hơn. Đó là ba đối tác được gọi là tiềm năng và rất tiềm năng trong tương lai, giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung vũ khí vượt qua khỏi đối tác truyền thống là Nga hiện nay. Mỹ cũng đang coi Việt Nam là một thị trường tiềm năng cần tiếp cận. Minh chứng cho điều này là vào năm 2016, Washington đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Kể từ khi đó, hai nước đã đạt những thỏa thuận quan trọng về vũ khí quốc phòng. Truyền thông Việt Nam cũng từng có thông tin nói, trong thời gian từ năm 2024 tới năm 2027, Hoa Kỳ sẽ chuyển giao 12 máy bay T-6 cho Việt Nam. Đây là loại phi cơ tấn công hạng nhẹ, được dùng để huấn luyện phi công của không lực Hoa Kỳ. Thỏa thuận mua T-6 mà hai nước đạt được hồi giữa năm 2021 được đánh giá là thỏa thuận về vũ khí nổi trội nhất của Việt Nam kể từ sau khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ. Giới quan sát cho rằng, việc Việt Nam mua các máy bay huấn luyện của Mỹ sẽ mở đường cho khả năng mua các máy bay chiến đấu trong tương lai. Tại triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 ở Việt Nam, hãng khổng lồ Lockheed Martin từ Mỹ đã giới thiệu dòng máy bay C-130G Super Hercules đa sứ mệnh, máy bay chiến đấu đa năng F-16 và trực thăng Sikorsky S-70 Black Hawk. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper nói, triển lãm là một giai đoạn mới trong nỗ lực của Việt Nam nhằm toàn cầu hóa, đa dạng hóa và hiện đại hóa. Và nước Mỹ muốn là một phần trong nỗ lực này. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh Kiến Thức. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!